Kính chào quý vị đến với chương trình Thế giới đêm qua với Quốc Bình và Xuân Phương. Chào Xuân Phương. Chào anh Quốc Bình, Xuân Phương xin kính chào quý vị. Xuân Phương có coi được những chương trình mà thi bán kết của mấy em trong một tuần vừa qua không? Vâng, kính thưa quý vị, Xuân Phương coi lại thì thấy rất là vui bởi vì hôm đó thì Xuân Phương cũng có làm MC cho chương trình. Nhưng mà thú thật với quý vị đó thì MC thì cứ mình tới phiên mình cái chương trình sau đó thì mình phải lo với các em ở dưới này. Thì đôi lúc không có cơ hội, thời gian mà xem các em đang trình diễn ở trên sân khấu. Thì trong tuần qua thì có dịp coi lại thì thấy các em rất là dễ thương, và đôi lúc có những cái mà trên sân khấu nó diễn ra rất là mắc cười mà mình ở dưới cánh gà đây mình chuẩn bị mình không có nghe biết được, thì bây giờ coi lại thì thấy rất là dễ thương. Vâng, phải nói là một cái chương trình mà hy vọng là quý vị cũng đã xem được thấy với những cái chương trình, những cái tiết mục của các em mà cá nhân chúng tôi cũng thấy đó là giữa cái vòng sơ kết mà đến cái vòng bán kết là thấy cái mức độ gọi là sự đầu tư và sự chuẩn bị cái mức độ hay hơn nữa. Tại vì là giống như là mấy em ở sơ kết nhiều khi hát có nửa bài xong rồi mình không có thua hết là ngừng. Nhưng mà bán kết là thấy mấy em nó hát nguyên bài. Xong rồi theo chúng tôi được biết đó là tất cả các em và cũng như quý vị phụ huynh đó là đang chuẩn bị cũng rất là kỹ càng để chuẩn bị cho chung kết, cho nên là cái chương trình mà của các em mà thi tài năng của chung kết á sẽ rất là đặc sắc và sẽ rất là hay. Và chúng mượn cơ hội đó để mà nói đến một cái ngày mà chúng tôi cũng có loan báo trên làn sóng, đó là cái chương trình đài tổ chức Tết Trung Thu cùng với cái cuộc thi vòng chung kết của các em, cuộc thi tài năng, cũng coi như là mình đóng kết lại mùa hè luôn, trong ngày 31 tháng 8, đó là vào ngày thứ bảy, tại Phoenix Event Center, một nơi mà chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều chương trình sân khấu ở tại đây. Thì trung bình thì chúng tôi thấy là các em bắt đầu học vào ngày 26 đây này, có nghĩa là cuối tuần này là cuối tuần coi như là cuối tuần vui chơi chót của gọi là cuộc chơi của mùa hè, để mà sau đó là miệt mài học hành. Thì mời Xuân Phương. Ngoài học hành hay không thì Xuân Phương không biết, nhưng mà Xuân Phương chắc chắn một điều đó quý vị, thì vào cái ngày Tết Trung Thu đó thì thường thường ở Việt Nam chúng ta thì còn tổ chức trễ hơn, nhưng mà đây là một cái buổi lễ mà đặc biệt dành cho trẻ em trong cái truyền thống của Việt Nam chúng ta. Thì Xuân Phương nghĩ rằng chắc chắn các em sẽ rất vui, nhất là khi mà có thể tham dự vào một cái lúc mà có thể là bắt đầu năm học đó, thành ra cũng bài vở chưa có nhiều. Thì và kỳ này cũng là trong cái ngày thứ bảy thì cũng không có làm phiền lắm đối với cái việc mà các em đi học trong ngày thứ hai. Thì quý vị ráng cố gắng đem con em đến mà để cho các con em của mình biết được một cái lễ Tết Trung Thu như thế nào. Và như quý vị cũng biết là kỳ này thì đài tổ chức Tết Trung Thu cũng rất là đặc biệt với một cái màn thi quốc phục, thêm ngoài những các em mà thi tài năng trong vòng chung kết thì chúng tôi cũng có tổ chức cái cuộc thi quốc phục. Thì các em, quý vị có thể chuẩn bị cho các em mặc những bộ quốc phục của Việt Nam rồi đến dự thi, rồi còn có cuộc thi lồng đèn nữa. Thì đây là những cái lúc mà có thể quý vị cha mẹ có thể trổ cái tài năng mà hồi xa xưa đó, mà quý vị làm những lồng đèn từ những cái vật liệu rất là đơn sơ. Xuân Phương nhớ hồi đó không biết anh Quốc Bình biết cái lồng đèn mà cái với cái lon Mấy cái sữa lon bò hai cái lon, một lon để lăn và một lon để cái đèn đó. vô. Thì đó là những lúc mà có thể quý vị có thể cùng làm với con em và có thể kể là những ngày xưa là ba là mẹ chơi như thế này nè, cũng vui lắm này nọ. Thật sự đâu, các em bên này quá sướng bởi vì là có rất là nhiều lồng đèn đủ mọi hình dạng và màu sắc và cứ mua về là có sẵn rồi. Nhưng mà đối với một số quý vị nào mà ở từng Việt Nam cái thời gian mà khó khăn đó thì nhiều khi phải nói là mình không có tiền hoặc là cũng không có quá nhiều những cái lồng đèn đẹp như vậy để mua, mà có thì cũng không có tiền để mua đó, thì phải biến chế ra những cái gì mà mình có sẵn để mà mình vui chơi. Một cái kỷ niệm của những thời mà trẻ con đó đó, thì chúng tôi cũng hy vọng là một cái sự đóng góp của đài khi mà thực hiện những cái chương trình mà Tết Trung Thu như thế này, cùng với lại cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta ở nhiều nơi, góp nhặt một chút những kỷ niệm đẹp đối với những em nhỏ sanh ra lớn lên ở bên Hoa Kỳ này, với một cái chương trình mà chúng tôi thấy rằng là rất là tự hào với rất là nhiều các em đến với chương trình mà
ngày một tỏ ra cái sự gọi là rất là thân thiện với cái văn hóa Việt Nam, thể hiện qua các cách các em ăn mặc chiếc áo dài của Việt Nam mình, từ ban đầu ngượng ngùng cho đến cái phần mà bây giờ các em rất là thích thú tung tăng trong cái chiếc áo dài đó, và còn phải nghĩ cách nào để mà tung tăng xinh xắn như thế nào, để mà chuẩn bị đi như thế nào trên sân khấu, và là một cả một cái mà chúng tôi thấy rằng một phần nào đó đối với chúng ta là những người lớn đó, thì tạo ra những cái môi trường để cho các em nó đến được với cái văn hóa Việt Nam qua những cái cuộc thi quốc phục, hoặc là qua những cái cuộc thi tài năng, mà đặc biệt đối với đài, quý vị cũng thấy là đài đang cổ võ những em, hoặc là khuyến khích các em hát hoặc là trình diễn những cái tiết mục mà nó liên hệ Việt Nam hơn là những tiết mục Tây Phương, thì quý vị cũng thấy là sự cố gắng của các em. Có nhiều em, quý vị nhìn thấy màn hình mà biểu diễn như vậy chứ đây là lần đầu tiên, có nhiều em đây là lần đầu tiên hát cái bài hát nào đó tiếng Việt. Nhiều khi quý vị thấy nó bình thường quá, nhưng mà đó là một điều rất là gọi là cố gắng của các em. Tại vì bình thường các em nói tiếng Anh rồi hát tiếng Anh luôn, mà bài tiếng Anh của các em rất là nhiều, mà bây giờ chọn một bài tiếng Việt, nhiều khi chỉ có một bài Con Bướm Bay thôi. Thì quý nhưng vị mà thấy, Con Bướm Bay nó cũng khó lắm đó quý vị, mà nếu mà phải hát tiếng Việt đó, thì quý vị cũng thấy là một cái chương trình mà nếu mà tổng hợp với cái chương trình mà thi tài năng rồi thi quốc phục, chúng tôi cũng có rất là nhiều các em đã ghi danh với đài rồi, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là quý vị cũng tiếp tục cho các em đến. Chương trình chúng tôi chuẩn bị rất là đầy đủ những cái món quà, cũng như là bánh trung thu và lồng đèn, cũng như là những có thể là có chuẩn bị cho nhiều em hơn là những em đang ghi danh với đài. Hiện bây giờ là khoảng chừng trên dưới 100 em. Thì thật sự là đây là một con số đông, thì chúng tôi cũng phải nghĩ đến cái cách nào đó để mà có thể là nhờ đến quý vị phụ huynh là đi và cùng với mấy em, chứ đừng có thả mấy em. Nhiều khi mấy em mà nó chạy tùm lum mình quản lý cũng không dễ. Vâng, kính thưa quý vị, thì đó là cái không khí, một cái không khí trung thu, một cái Tết cho trẻ em Việt Nam. Đó là cái không khí mà chúng tôi muốn tạo ra vào ngày 31 tháng 7. Ngoài ra thì hình như còn một cái thủ tục mà gọi là cũng hấp dẫn lắm, phải không anh Quốc Bình? Đúng vậy, đây là một cái màn mà chúng tôi cho rằng là đặc sắc, lần đầu tiên sẽ đến với thành phố Houston với một cái chương trình phá cổ trung thu. Đây là một cái chương trình mà sẽ kết hợp trong cái sau khi các em thi tài năng, sau khi các em thi quốc phục rồi, là bây giờ phải đến phần ăn chơi, chơi theo kiểu rất thiếu nhi. Quý vị phải đến với chương trình 2 giờ, bắt đầu thi đó là 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 31 Tây. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là khoảng chừng đến 5-6 giờ chiều đó là mới bắt đầu vào cái cuộc chơi đó được đó. Thì quý vị phải đến đó để xem coi là ai là Hằng Nga, ai là chú Cụi, và Hằng Nga chú Cụi đóng vai trò gì đối với các em trong cái cuộc mà gọi là rước đèn và phá cổ trung thu, và một cái mâm cổ bánh trung thu chúng tôi cho rằng là cũng là cao ngất ngưỡng bánh trung thu. Sơn Vương thì biết chị Hằng, biết chú Cụi, nhưng mà cứ hồi đó cứ nghĩ là cái hình ảnh là chị Hằng chú Cụi ở trên mặt trăng thôi quý vị. Bây giờ thì chị Hằng chú Cụi cũng đi phá cổ nữa. Thì cái lúc mà tập đó thì Xuân Phương nghe loáng thoáng đó là dặn là chị Hằng đừng có ăn vụng bánh. Không biết là nó nằm trong cái khúc nào của chương trình. Sẽ rất là vui kính thưa quý vị. Một cái chút mà cái sự mình giúp các em nó đi vào những câu chuyện cổ tích. Nhưng mà các em cũng vui với lại cái phá cổ, mà những em nó một cái hình thức nó giống như là mấy em ở bên Mỹ này, là mỗi lần mà party đó họ có cái con pinata để mà đập nó rơi kẹo ra đó. Mình đây thì mình không có đập, nhưng mà cái đó là một cái thú mình người lớn thấy nó không có gì, nhưng mà con nít nó rất thích cái đó. Và bên này thì chúng tôi cũng thấy nó không giống như cái kiểu mà đập cái con gấu đó để nó rơi kẹo ra, nhưng mà sẽ có một cái phần mà các em sẽ phá cái cổ rất lớn, và cái cổ đó là cổ bánh trung thu mà chúng tôi chuẩn bị đến 400 cái bánh trung thu lần cái này quý vị. Cái này thì thật sự thì Xuân Vương cũng không biết, cũng chưa từng mà gọi là được tham gia phá cổ trung thu lần nào, thì đây cũng là một cái dịp để thật sự nhìn thấy xem là ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có những cái tục lệ như thế nào, mà thật sự rằng
sống ở bên đây lâu từ nhỏ đó thì đôi lúc chúng ta không có dịp để mà biết được những cái đó, thì đây cũng là dịp mà Xuân Phương nghĩ rằng một dịp cơ hội rất là đúng để mà quý vị đem con em đến để mà một cách cho con em nhìn thấy và sống thực sự trong cái những cái thủ tục cái văn hóa Trung thu Việt Nam chúng ta. Đúng vậy, đó là một cái phần mà chương trình chúng tôi muốn quảng bá cũng như mời gọi quý vị đến. Bởi vì là trong chương trình đó thì chúng tôi dự tính là có những cái phần quà đối với những em dự thi, thì chúng tôi cũng có sự chuẩn bị và ưu tiên hơn với những em thi ròng rã 3 cuộc thi trong 3 tháng hè vừa qua. Kính thưa quý vị, là thi cuộc thi tài năng. Chúng tôi cũng có những cái trophy cũng vừa mới đi đặt xong, và cũng như là những món quà cho những em đi thi quốc phục, và cũng như là chúng tôi nghĩ rằng là có dư bánh cho tất cả các em thiếu nhi, cho dù là các em có thi quốc phục hay không thi quốc phục, hoặc là thi tài năng, có em là những em chỉ tham gia thôi, thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ rằng là mình có chuẩn bị đầy đủ, có quà cho mỗi em, có nghĩa là quà gì, chỉ là cái món quà gì mà các em về với cái trên tay của mình thôi, nhưng mà các em đến thì chúng tôi chuẩn bị rất là nhiều để mà gửi đến quý vị các em để có một cái niềm vui nhỏ nhỏ đem về nhà. Và có lẽ là chúng tôi xin quý vị một phút, vài phút cho phần quảng cáo, và xin trở lại quý vị một chút điểm qua những chương trình Trung thu, và cũng như là cũng mượn cơ hội để cảm ơn một số quý vị bảo trợ, và đặc biệt là chúng tôi mới có một tin nóng nhất là có 100 món quà đang trên đường đến về đài, là món quà gì và các em sẽ chuẩn bị được những món quà đó. Mời quý vị cùng theo dõi sau phần quảng cáo.